Tiếp tục là những tình huống sử dụng low kick khá hiệu quả của cả hai võ sĩ. Và lại Thế Toàn đang nắm ưu thế với những tình huống áp sát của mình. Cú low kick của anh đã khiến cho Huy Hoàng gặp khó trong việc giữ thăng bằng. Lập tức là một combo đòn bằng tay. Tài màu đỏ, võ sĩ Lại Thế Toàn đến từ võ đường Bùi Duy Vinh của Nghệ An. Và võ sĩ đại diện cho góc đài màu xanh đó là võ sĩ Lê Huy Hoàng đến từ câu lạc bộ PFC Phú Quốc. Điều thì hai võ sĩ của chúng ta chuẩn bị bước vào hiệp thi đấu đầu tiên. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên với 3 phút đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Tại vòng loại của MMA Legends Championship, các trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 3 phút và đó là cú đá tầm thấp chính xác tới từ Lại Thế Toàn, lập tức là câu trả lời của Huy Hoàng. Rõ ràng có thể thấy là Huy Hoàng đang chọn những cú low kick. Đó là những cú đá có thể gây ra những chấn thương cho các võ sĩ. Những cú đá low kick sẽ là những cú đấm, những cú đá mang những cái chấn thương về lâu dài. Điều đó chúng ta đã được chứng kiến ở khu vực miền Bắc thì Nguyễn Trần Duy Nhất đã có được những cú low kick chính xác và sau đó đã giành được chiến thắng bằng submission. Tiếp tục là những tình huống sử dụng low kick khá hiệu quả của cả hai võ sĩ. Và Lại Thế Toàn đang nắm ưu thế với những tình huống áp sát của mình. Cú low kick của anh đã khiến cho Huy Hoàng gặp khó trong việc giữ thăng bằng. Lập tức là một combo đòn bằng tay của võ sĩ đến từ võ đường Bùi Duy Vinh, Nghệ An. Lại Thế Toàn là một ẩn số khi mà chúng tôi cố gắng tìm hiểu những thông tin về võ sĩ này. Chúng tôi võ đường Bùi Duy Vinh là một võ đường đến từ Nghệ An và đó là một cú đấm chính xác và khiến cho võ sĩ Huy Hoàng đã phải nằm sàn. Liệu có được ao hay không? Chúng ta thấy khả năng kết hợp những đòn chân vào tay của Lại Thế Toàn là cực kỳ ấn tượng. Việc anh là ẩn số cũng chính là điều tạo nên những ưu thế dành cho võ sĩ này, khi các đối thủ sẽ khó lòng biết được Lại Thế Toàn có ưu và nhược điểm như thế nào trên sàn đấu. Đã có một tình huống submission, tuy nhiên là Huy Hoàng cũng đang cho thấy sự phòng ngự kiên cường của mình. Hai đều là những võ sĩ còn khá trẻ và kinh nghiệm MMA của họ là tương đối ít. Chúng ta cùng chờ xem tình huống round play này sẽ khép lại như thế nào. Thời gian còn lại của hiệp 1 là khoảng hơn 40 giây nữa. Huy Hoàng đã có một thế để chân hiệu quả để ngăn cản việc Thế Toàn chiếm thêm ưu thế trong tình huống này. Rõ ràng Thế Toàn vẫn là người có được nhiều lợi thế, nhưng anh đang gặp khó khăn trong việc ra đòn về phía đối phương bởi Huy Hoàng cũng đang cố gắng phòng ngự cách khá hiệu quả. Vẫn là thế kìm kẹp đến từ hai võ sĩ và rõ ràng là Lại Thế Toàn dù ở lợi thế ở phía trên, tuy nhiên Lại Thế Toàn vẫn chưa thể có được một khu vực ra đòn tay chính xác. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Đó là một hiệp đấu mà Lại Thế Toàn đã có được sự chủ động của mình. Võ sĩ đến từ góc đài đỏ đã chủ động tấn công. Xét về mặt thành tích trước khi bước vào trận đấu này thì Lê Huy Hoàng là người được đánh giá cao hơn, khi chúng ta đều biết anh là người đã giành được tấm huy chương vàng vô địch võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang và hai lần giành huy chương bạc của võ cổ truyền tỉnh. Quả thực là một bản thành tích khá ấn tượng của Huy Hoàng trước khi bước vào sự nghiệp MMA của mình. Nhưng vào lúc này anh đang gặp khó trước một Lại Thế Toàn của ẩn số đến từ Nghệ An. Võ đường ta chuẩn bị đến với 3 phút thi đấu tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai diễn ra giữa hai võ sĩ Lại Huy
Lại Thế Toàn và Lê Huy Hoàng. Trong hiệp 1, chút nữa chúng ta được chứng kiến knockout khi mà Lại Thế Toàn đã có một đòn tay cực kỳ chính xác vào vùng hàm của Lê Huy Hoàng khiến cho võ sĩ này đã gục xuống sàn lần đầu tiên. Rõ ràng là võ sĩ đến từ góc đài xanh Huy Hoàng có một hiệp đấu không tốt, hiệp thi đấu đầu tiên không tốt, nhưng đó là một sự kiên trì đến từ võ sĩ của câu lạc bộ PFC Phú Quốc. Cần phải ghi nhận khả năng chịu đòn của Huy Hoàng. Cho tới lúc này anh đã phải nhận khá nhiều đòn đánh chính xác và khá nặng của Lại Thế Toàn. Võ đường Bùi Duy Vinh Nghệ An là võ đường được thành lập bởi võ sĩ nổi tiếng Bùi Duy Vinh. Đây là võ sư đã có những kinh nghiệm về kickboxing, võ cổ truyền và pencasilat. Vừa rồi là một pha cố gắng low kick và quét trụ của võ sĩ Huy Hoàng. Tuy nhiên Lại Thế Toàn vẫn đứng vững. Thế kim kẹp đang được tạo ra bởi võ sĩ Lại Thế Toàn. Cần phải take down. Tuy nhiên Lại Thế Toàn lại chọn giải pháp tung ra những cú đấm. Nếu như take down được đối phương thì những đòn khóa giết sẽ là món sở trường để Lại Thế Toàn hoàn toàn có thể gây ra được những chấn thương cũng như giành chiến thắng trước Huy Hoàng. Low kick khá tốt của Huy Hoàng. Chúng ta vừa thấy là những tình huống cụ thể đã thể hiện rõ việc hai võ sĩ còn thiếu kinh nghiệm ra sao ở trong lục ba giác với một môn võ như MMA. Một sự kết hợp rất nhiều của các loại võ khác nhau. Low kick tốt tiếp tục đến từ Lê Huy Hoàng. Liên tiếp lại những cú đấm thẳng tay sau chính xác của cả hai võ sĩ. Và lợi thế đang thuộc về Huy Hoàng. Nhưng cần phải nói rằng khả năng phản đòn cũng như là những đòn tay của Lại Thế Toàn là cực kỳ nguy hiểm. Lê Huy Hoàng đang rất cố gắng để có thể có được điểm số tốt sau khi anh có màn thể hiện không tốt trong quãng thời gian đã qua. Nhưng sẽ phải đặc biệt chú ý trong các tình huống phản đòn của Lại Thế Toàn. Đây là hai võ sĩ còn tuổi đời còn khá trẻ và họ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu MMA. Tuy nhiên những đòn thế mà cả hai võ sĩ sử dụng, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai với những đòn đánh, những cú striker của cả hai võ sĩ. Cả hai đã cùng thất đao. Và bây giờ thì Huy Hoàng đang là người nằm trên, là người có thế chủ động. Đây sẽ là những trải nghiệm cuối cùng rất của hiệp thi đấu thứ hai. Những trải nghiệm rất quý giá cho cả hai võ sĩ trên lục bát giác. Và hiệp 2 đã khép lại rồi. Một hiệp đấu mà chúng ta được chứng kiến Lê Huy Hoàng cố gắng nhiều hơn. Anh tung ra nhiều đòn đánh hơn và chủ động hơn trong việc có những pha tấn công về phía đối phương. Nhưng Lại Thế Toàn vẫn cho thấy được khả năng xử lý của mình là rất bình tĩnh trên lồng bát giác. Xét về tuổi đời thì Thế Toàn đang hơn Huy Hoàng 1 tuổi. Anh sinh năm 2002, còn Huy Hoàng sinh năm 2003. Qua hai hiệp thi đấu đầu tiên, chúng ta đã có thể chứng kiến sự cân bằng đến cả hai võ sĩ. Trong khi hiệp thi đấu đầu tiên là hiệp thi đấu mà Lại Thế Toàn có được ưu thế, thì Lê Huy Hoàng lại là người chiếm lĩnh được thế trận ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Và hiệp thi đấu thứ ba sẽ hết sức hấp dẫn, và đó sẽ là hiệp thi đấu quyết định. Nếu như cả hai võ sĩ không thể kết thúc sớm trận đấu thì tính điểm cũng sẽ là một phương án mà Huy Hoàng cũng như Thế Toàn phải lựa chọn. Và chúng ta bước vào hiệp đấu thứ ba, hiệp đấu cuối cùng của màn so tài hạng cân 60kg của nam giữa võ sĩ Lại Thế Toàn và Lê Huy Hoàng. Xét về một cách tổng thể thì vào lúc này hai võ sĩ vẫn đang tỏ ra rất cân bằng. Dù vậy đã có những thời điểm mà Lại Thế Toàn, đại diện đến từ võ đường Bùi Duy Vinh Nghệ An, tạo ra ưu thế những đòn tay rất mạnh của mình, những đòn tay cực nặng của Thế Toàn. Rõ ràng là Huy Hoàng vẫn đang chủ động với những cú low kick của mình, trong khi Lại Thế Toàn lựa chọn những cú jab và sau đó là những cú chest.
phải nói rằng khả năng chịu đòn, khả năng lý đòn của Huy Hoàng là rất đáng nể. Nhưng mà chúng ta thấy là vùng đùi của Thế Toàn đang đỏ lên khá nhiều, đặc biệt là đùi trái, với những cú low kick chính xác và rất nặng của Huy Hoàng. Một pha take down đến từ Huy Hoàng. Với những thông tin mà chúng ta biết được thì xét về mặt kinh nghiệm chiến đấu, thi đấu, Huy Hoàng là người có nhiều ưu thế hơn so với Thế Toàn. Và đang có một cơ hội ghi submission, có submission. Đó là tình huống rematch trước. Và như vậy là chúng ta đã có một chiến thắng submission, một chiến thắng bằng rematch trước. Thực sự bất ngờ. Đó là một chiến thắng bằng submission. Huy Hoàng đã tạo ra được một lợi thế cho mình, và sau đó anh đã kết liễu đối thủ bằng một đòn rematch trước. Chúng ta thấy được bản lĩnh và kinh nghiệm của võ sĩ sinh năm 2003. So với đối phương, anh có nhiều hơn rất nhiều kinh nghiệm trận mạc, và đó là sự khác biệt giữa võ sĩ. Có thể Lại Thế Toàn đã khởi đầu tốt hơn bằng một tình huống khiến cho đối phương ngã xuống sàn trong hiệp 1, nhưng sau đó thì ưu thế đã dần trở lại với Huy Hoàng bằng những đòn chân cực nặng. Chúng ta cùng xem lại tình huống submission bằng Reneck Chop. Đó là một tình huống mà Huy Hoàng đã chủ động xoay người đối phương. Vâng, thưa quý vị, quá hấp dẫn ngay ở trận đấu đầu tiên. Một trận đấu lại kéo sang trận đấu thứ 3 với những diễn biến kịch tính, thế trận đổi chiều ở những hiệp đấu cuối cùng, và những giờ các quyết định đã được các võ sĩ tận dụng để giành được chiến thắng. Và một chiến thắng submission. Xin được chúc mừng võ sĩ đại diện cho góc đài màu xanh Lê Huy Hoàng.